Tranh bá thiên hạ tập 49 Lúc bây giờ Phương Giải cất tiếng nói Chỉ là chuyện xưa mà thôi Có có thể là thật Học sinh không tin cá có thể biến thành chim Hắn chỉ cái ao dưới lầu thuyền rồi nói Ao này không có lớn Nếu so sánh ao với biển rộng Thì cá chép trong ao chính là côn Sông sầu cá lớn Thế nhưng cá ở trong biển tất nhiên là lớn hơn Đây chỉ là quy luật tự nhiên mà thôi Ngư dân rời bến Lần đầu tiên thấy côn chắc chắn bị hù cho gần chết. Nếu thư này còn nằm ở trong biển, bọn họ làm sao dám bắt cá chứ? Chỉ ngóng trông loại côn bơi ra biển rộng, từ đó biên ra chuyện xưa này. Tuy nhiên chuyện xưa rất hay, nhưng côn vẫn còn ở trong biển đấy. Di <laughs> thần phương dường giận cười lớn, hình như cảm thấy lời của phương giải rất có ý tứ. Nói rất đúng, cá là cá, sao có thể mọc cánh biến thành chim bay trên trời được? Dù nói lớn hơn nữa, thì cũng chỉ có thể sống ở bờ biển thôi. Lục nói ra chữ này, ngữ khí của y có vẻ buồn bã, chắc là cảm giác được mình bộc lộ cảm xúc, cho nên y liền truyền đề tài. Dương dẫn xoay người, chỉ mấy thứ đặt trên bàn. Không nói tới mấy chuyện nhảm chán đó nữa, tới đây tới đây, nhìn mấy lễ vật mà thường nhân đồng sở hiến cho bổn vương xem. Đám thường nhân đồng sở kia đi khắp non sông bốn bể, mang thứ tốt của đại tùy chúng ta bán cho người nước ngoài, lại mang những thứ của người nước ngoài bán cho chúng ta, lợi nhuận quả thực rất lớn y cầm một thứ lên đưa cho Phương Giải. Người xem, thứ này có vớ vẩn không? Phương Giải nhận lấy tùy tiện ấn một cái nút, mở nắp hộp ra. Bên trong có một con búp bê đột ngột xuất hiện, to bằng nắm tay, nhẹ rằng nhếch miệng, cực kỳ xấu xí. Thứ đồ chơi này Phương Giải đã gặp rất nhiều ở kiếp trước, cho nên chẳng ngạc nhiên gì. Chỉ có gì thần vương dường giận, thấy hắn không phản ứng gì, liền to mò hỏi. Lúc ta mới mở cái hộp này, liền hoảng sợ. Sao không thấy người có phản ứng gì nhỉ? Người đã từng thấy qua nó rồi à? Làm sao người biết ấn cái nút đó? Rồi có thứ bên trong bật ra chứ? Trong lòng của Phương Giải căng thẳng, cười cười nói. Lúc học sinh ở thành Phan Cố, từng làm nhiệm vụ thù thuế, các thường nhân đồng sở thường xuyên tới Phan Cố, mang theo mấy thứ đồ chơi tinh xảo bán cho người bông nguyên. Lúc trước học sinh có thấy thứ này như thế này rồi một lần. À, nó được bán cho tiểu bộ lạc Ai Cân, đổi cho chừng 500 cái ngân giác đấy. Dương dẫn cười thoải mái nói, Ta nghe nói ngần giác của người mông nguyên lớn nhỏ không đồng đều, nhưng nhỏ nhất cũng khoảng nửa lượng bạc, có thể đổi được 500 cái, đổi biết cái tay thường nhận đồng sở kia chặt chém như thế nào. Nghe nói, ở quốc gia bên kia Đồng Hải, thứ này chỉ bán được một đồng thôi, còn chưa bằng một lượng bạc ở đây. Vượt qua Hải Dương tới nơi này, giá tiền tăng lên gấp trăm lần, vậy thì trách không được đồng sở giàu có. Phương Giải âm thầm hít một hơi, trong lúc vô ý lại lộ ra dấu vết, nếu để cho người khác biết hắn có trí nhớ từ kiếp trước thì khéo coi hắn là yêu ma cũng nên. Lại xem thứ này đi. Di thần vương đưa một cái nỏ vừa ngắn vừa nhỏ cho vương giải. Tuy thứ này không bằng liền nỏ của đại tùy chúng ta, nhưng rất nhẹ, nhanh gọn và tiện lợi. Một phát có thể bắn được năm mũi tên. Chỉ đạt tầm bắn hơi ngắn, chủ yếu dùng để phòng thân. Khi lên chiến trường thì vô dụng. Liên nỏ vũ hầu của đại tùy chúng ta có thể bắn một lúc 13 mũi tên, uy lực hơn thứ này rất nhiều. Đáng thường những thường nhân đồng sở lần đầu tiên tới đại thủy chúng ta kia, rõ ràng còn nói đây là binh khí đợi hại nhất thế gian. Phương giải nhìn tiếp mấy thứ, ánh mắt bị thu hút bởi một vật, hắn cười cười bình luận cái nọ kia vài câu, sau đó đi tới cạnh bàn cầm thứ đồ vật đó lên, trong lòng không khỏi cả kinh, không ngờ lại là một khẩu súng Estigol Ta không biết thứ này là thứ gì, người có biết không? Thương nhân đông sở chỉ để cả cái hộp ở đây cũng không giới thiệu gì đã rời đi luôn. Tìm người hỏi qua, không ai biết tác dụng của nó. Học sinh cũng không rõ lắm. Phương giải vội vàng lắc đầu, sau đó mở bao ra, ở thần xuống ra. Quả nhiên có một trăm viên bì thép. Hắn nhìn nhìn, rồi lại bỏ lại, vẻ mặt bình thản nói. thoạt nhìn giống như cái cung mà đám trẻ con hay đùa. Nhìn thì đẹp, nhưng chưa chắc dùng tốt bằng cung đâu. Dường giận cười nói, người thích thì cứ cầm đi. Phương giải không lập tức gật đầu, mà làm ra vẻ do dự một lúc mới nói học sinh có thể đổi một thứ khác được không hắn cố ý liếc nhìn một thành đoạn đào khảm ngọc <laughs> dương dẫn cười nói ta biết ngay người thích đào nhất mà lần này bảo ngươi tới xem mấy thứ kia chỉ là làm nền thôi thứ tốt trần chính ta còn chưa lấy ra người đâu mang lễ vật mà ta chuẩn bị cho phương giải lên đây tôi tớ vội vàng lên tiếng không bao đầu sau ôm một cái hộp gỗ dài hẹp đi lên phương giải mở hộp ra bên trong là một thanh đao thẳng bóng loáng giống như một dòng nước thanh đao này có tên là triều lộ là vài năm trước một vị khách giang hồ tặng cho ta lúc y gần chết đây là do phụ thân của y rèn từ một viên huyền thiết nhặt được cực kỳ sắc bén thần kỳ là ở chỗ đao này giết người không dính máu thần đào có hơi nước bốc lên trong suốt như nước suối thần cũng chính vì nhiều người mơ ước thanh đao này mà người kia mới phải cửa nát nhà tan nếu không phải gặp được ta chỉ sợ y đã chết vì bị thương nặng rồi sau khi ta cứu y, y liền đưa thanh đao triều lộ này cho ta. Bảo đào xứng với anh hùng, ta một mực tìm người xứng với thanh đao này. Nhánh mắt đã bảy tám năm suốt cuộc gặp được ngươi. Cầm lấy đi. Đưa thanh đao cho vương giải. Đợi ngày sau, người tốt nghiệp diễn vũ viện, rồi nhập ngũ. Lúc ấy thì dùng đao này giết địch bảo vệ quốc gia. Ba châu cách thành trường An 120 dặm là một tòa thành lớn có mấy vạn nhân khẩu lục trước thành này được dựng theo kiểu thành trì bảo vệ trường an diện tích hơn mười dặm tường thành cũng cực kỳ chắc chắn bá châu đóng quân ba 000 lệ thuộc tà dực vệ có khoảng bảy tám thành trì như vậy bên ngoài thành trường an mỗi tòa thành có một đội quân bảo vệ riêng tuy bá châu có một chữ châu nhưng đó chỉ là một cái huyện theo nhân khẩu mà nói thì thậm chí không tính là một huyện nhưng bởi vì nó là thành bên cạnh trường an cho nên huyện lệnh nơi này tân là quan thất phẩm mà quy mô quan phủ ở nơi này cũng lớn hơn rất nhiều huyện. Các huyện khác, huyện lệnh nhiều nhất chỉ là gần thất phẩm mà thôi. Quan hệ của đại tùy có rất nghiêm khắc. Cách nửa cấp cũng là một khoảng cách rất lớn. Có nhiều người đấu tranh nửa đời cũng không vượt qua được nửa cấp đó. Dân phòng ở kinh kỳ đạo cực kỳ dũng mãnh, tập hợp rất nhiều võ giả. Tổng bồn lớn nhất của Ba Châu là Kim Hoàn Đại Đào Môn. Môn chủ là người Ba Châu. Mọi người đều gọi y là Kim Tam Hoàn bởi vì y dùng đại đao có gắn ba cái vòng vàng lại họ kim cho nên mới có cái tên gọi là kim tam hoàn còn tên thật của y thì rất ít người biết triều đình đại tùy không cấm võ nhưng nhà môn quan phủ quản thúc tổng môn rất nghiêm ngặt môn chủ của kim hoàn đại đao môn kim tam hoàn là thân thích của huyện lệnh bá châu cho nên ở trong thành này như cá gặp nước đệ tử của y đều rất dũng mãnh tuy không dám làm mấy chuyện vi phạm pháp luật nhưng dân chúng không ưa gì bọn họ nghe nói kim hoàn đại đào môn ngầm tiếp nhận việc giết người nằm trăm lượng bạc một đầu người tuyệt không mặc cả tuy nhiên việc này có vẻ chỉ là lời đồn thôi dù sao ba châu cách trường an chỉ có 120 trăm dặm giữa trần thiền tử ai dám làm can chứ mà chống sau lưng của kim tam hoàn chỉ là một huyện lệnh thất phẩm mà thôi ở kinh thành quan nhỏ như vậy nhiều như lồng ngỗng hôm nay sau khi chỉ điểm cho mấy đồ đệ kim tam hoàn có chút nhàm chán bên ngoài lại lạnh vô cùng Kết châu y không có hứng thú đi dạo liền tính toán ngồi trong phòng đùn rượu uống gần đây y coi trọng một tiểu nha đầu mới 15 tuổi ở trong huyện bộ dáng của nha đầu này rất thanh tú khiến cho người ta phải ngứa ngáy nhưng mà có sự tử hạ đông y không dám tùy tiện an phụng nói cho cùng anh vợ của y chính là huyện lệnh bá châu không có anh vợ chiếu cố thì tông môn này của y cũng khó mà mở tiếp được kỳ thực nó là tông môn nhưng luận về quy mô, Kim Hoàn Đại Đào Môn chỉ là hạng tép rìu trên giang hồ. Kim Tam Hoàn phiền lòng vì chuyện nạp tiếp, không dám đắc tội thầy tử, lại luyến tiếc cô bé gái xinh xắn kia. Mấy ngày nay đúng là đau đầu, sai đệ tử đi mua ít thịt. Y bưng một bát lạc rang và bầu rượu về phòng của mình, vừa đi vào, y liền ngơ ngác rồi giận tím cả mặt. Tiểu tạc phương nào, dám vào phòng của Kim Đại gia ta để ăn trộm. Y mắng một câu thuận tay, ném cái bát đi, người ở trong phòng hơi nghiêng người né tránh thản nhiên nhìn y rồi lắc đầu nói lại là một tên giả áo túi cơm sao gần đây mục tiêu của tổ chức đều là hạng tép rìu vậy nhỉ kim tam hoàn tức giận tung một quyền về người nọ người nọ khẽ thở dài chẳng thèm trốn tránh cú đấm của kim tam hoàn còn đang ở không trung y bỗng trợn mắt không biết một người đàn ông mặc quần áo màu tím xuất hiện ở đằng sau y từ khi nào buộc một sợi chỉ vàng ở cổ kim tam hoàn hơi dùng lực một cái thế cái đầu của hắn liền rời xuống đất. Người trong phòng kẽ nhíu mày, nhìn máu bắn tung tóe vào quần áo, hơi giận mà nói, ai dạy các người làm việc vụng về như vậy? Nam tử mặc áo tím giết người xong, lập tức cúi đầu cùng kinh nói, đội phó xin thứ tội, lần sau thuộc hãn nhất định sẽ rút kinh nghiệm ạ. À. Nam tử được gọi là đội phó ừ một tiếng, quát tay nói, đi thôi, tới nhà khác, hy vọng có thể gặp được một người có bản lĩnh trần chính. Lục ý đi ra khỏi cửa, Toán nhìn thanh đại đao gắn vòng của kim tam hoàn, bước chân hơi dừng lại, quay lại cầm thanh đao lên, sau đó tháo bả cái vòng vàng bỏ vào trong ngực. Người này không ngờ chính là Trương Cuồng. Lục Phương Giải nhìn thấy thanh trực đao triều lộ này, ánh mắt không dứt ra được. Sự chú ý từ cây súng ngắn đã chuyển hết sang thanh trực đao. Di thần vương dường giận một mực chú ý tới vương Giải, thấy ánh mắt của hắn sáng rực, không nhịn được bật cười. Để lôi kéo một người về phép của mình, thì cách tốt nhất là đánh vào sở thích của người đó. Phương giải nhận lấy thanh triều lộ từ tay của Dương Giận. Trong nháy mắt, khí tức lạnh lẽo theo bàn tay lan tỏa tới toàn thân. Hạn khí của thanh đao nồng tới mức khiến cho phương giải phải giật mình kinh hãi. Hắn không nhìn được mình, nhìn cẩn thận, phát hiện trên thanh đao quả nhiên có một tầng hơi nước, ánh mắt trời chiếu xuống, phản xạ ra đầy màu sắc. Thanh đao này nặng hơn hoành đao của đại tùy rất nhiều, cho dù là phương giải cầm cũng cảm thấy trầm trọng tính theo chiều dài, đao chiều độ chỉ dài hơn hoành đao đại tùy một chút. Bởi vậy có thể thấy là huyền thiết mà rèn thanh đao này quả thực là đặc biệt. Thần kỳ nhất là trên thanh đao có một tầng hơi nước. Thanh đao lạnh lẽo, trong tiết tờ lạnh lẽo, nhưng thần đao không bị kết băng, càng thêm vẻ thần bí. Phương giải tò mò dùng tay áo lau đi tầng hơi nước. Chỉ mất một lúc, thân đao lại hiện lên một tầng hơi nước mới. Dương giận cầm thanh đao, khảm ngọc ở trên bàn lên mà nói thanh đoạn đao này đừng thương nhân đông sở giới thiệu là một món bảo vối có thể cắt ngọc đoạn kim người thử xem nó sắc bén hơn hay là thanh triều lộ kia sắc bén hơn phương giải hơi tiếc hắn sợ thanh triều lộ đẹp đẽ này bị hủy hoại cho dù thân đao chỉ mẻ một tí thôi hắn cũng thấy tiếc không sao dừng Dận cười cười bỗng nhiên rút đoạn đao ra chém vào thanh triều lộ với thân thủ của phương giải muốn tranh đi quá dễ dàng nhưng hắn chỉ do dự một lát cuối cùng không dịch chuyển. Khen một tiếng, thanh đoạn đao được thường nhân đồng sở khen là bảo đao kia bị đứt thành hai đoạn, mà nhìn về thanh triều lộ, không bị tổn hại một chút nào. Phương giải nhìn thanh triều lộ, yêu thích không buông tay. Tặng người đao là vì triều đình sản tắc. Đương nhiên một phần là do ta vừa gặp ngươi, đã thấy gần gũi. Đao này tặng cho ngươi như là giải quyết xong một nỗi niềm. Đời sau này ta tìm được thợ thủ công giỏi, sẽ rèn một vỏ đào xứng với thanh triều lộ này. Đà tạ vương già đã ban thưởng cho. Phương giải để thanh triều độ một bên, chắp tay thì lễ thật sâu. Trầm khuyên phiến đứng một bên nhìn thoáng qua thanh đao, lại nhìn di thân vương dương giận, hơi nhíu mày. Chỉ có điều nàng dừng ở một bên, dương giận không nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Dương giận tiến đến đỡ phương giải các cười nói. Ta vừa nói rồi, đao này tặng ngươi là thích hợp nhất. Nếu cả ngày nằm ở trong kho của ta, không được thấy ánh mặt trời, thì cho dù đau này không tầm thường, cũng chỉ là bài trí mà thôi. Nếu người thực sự muốn cảm ơn ta, thì về sau lúc nào ta cần ngươi giúp, người chớ từ chối là được. Vương giả ưu ái, học sinh sao dám chối từ chứ? Phương giải cúi đầu thanh âm thành khẩn. Dương dận gật đầu hài lòng, chỉ mấy thứ linh tinh trên bàn nói. Nếu như người thích, cứ chọn lấy mải món, dù dòng mấy thứ này ta cũng không cần, tặng ngươi còn đổi được một ân tình. Phương giải suy nghĩ một lát, nhìn cây súng ngắn rồi nói. Vậy thì lấy thêm cái này đi. Di thần vương ở một tiếng, xoay người hỏi trầm Khuynh phiến. Cô nương có thích cái gì không? Nếu thích cái gì thì cứ cầm lấy. Lần đầu tiên gặp mặt, tặng lễ vật là điều nên làm mà. Trầm Khuynh phiến mỉm cười nói. Tạ ơn vương gia nâng đỡ, chỉ là ta thực sự không biết mình muốn cái gì. Không bằng vương gia tùy tiện tặng một thứ, bất kể thứ gì cũng được. <laughs> có vẻ như tâm tình của dương giận rất tốt. Y tròn tròn trên bàn, cuối cùng chọn lấy một cây quạt được khảm không ít đá quý, cầm lên nhìn rồi đưa cho Trầm Khuynh Phiến. Tên của cô nương có một chữ phiến, tặng cô nương thứ này hơi chút tục khí, nhưng vừa hợp với tên của cô nương, coi như không tệ. Tạ ơn phương gia đã ban thưởng, Trầm Khuynh Phiến thoải mái nhận lấy, cầm trong tay nhìn qua một chút. Cây quạt này chỉ coi như là một đồ trang trí, không quạt được, cũng không làm vũ khí được. Tuy nhiên giá trị của nó chắc chắn đã xa xỉ, chỉ riêng tạo cây quạt thôi đã tốn không ít vàng rồi chúng ta xuống lầu uống rượu nào. Dương giận tăng cho ba lễ vật, thoạt nhìn tâm tình rất tốt, y ra lệnh cho tôi tớ thu những thứ khác lại, sau đó dẫn đường đi xuống. Từ bậc thang đi xuống tầng ba, đám tôi tớ đã dọn xong đồ ăn và rượu. Thức ăn cũng không quá cầu kỳ xa hoa, cũng không béo ngậy. Hiển nhiên tay nghề của người đầu bếp rất không tầm thường, mới có thể biến đồ ăn thoạt nhìn bình thường thành một món ngon khó cưỡng. Ngồi đi. Sau khi ngồi xuống, Dương giận nói, không có người ngoài, chỉ có ba chúng ta. Bổn vương vốn chuẩn bị mấy cô nàng trong trắng để đãi khách, nhưng do khuynh Phiến đi cùng nên thôi. Vương Giải à, người cũng đừng trách bổn vương đãi khách không chu toàn. Vương Giải cười ngượng mà nói, khiến vương gia chê cười rồi. Dương giận nói, việc này có tính đã gì, thân là Nam Nhi. Nếu ở bên cạnh không có hồng nhan tri kỷ, mới là việc khiến người ta chê cười. Một người nam nhân thành công hay thất bại, chỉ cần nhìn nữ nhân bên cạnh là biết thôi. Phương Giải không dám gật bừa với lời này, nhưng lại không dám cãi lại. Từ xưa tới nay, đạo lý này đều có vẻ đúng. Tuy chẳng nghe như không tôn trọng nữ nhân, nhưng sự thật chính là như vậy. Hoặc là suy nghĩ theo cách khác, còn nữ nhân nào mà không hy vọng nam nhân của mình là một vị đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất đâu. Phương Giải, người cảm thấy chiến sự Tây Bắc sẽ kéo dài bao lâu? Sau khi uống cạn một chén rượu, Dương dẫn ra vẻ lơ đánh hỏi một câu. Không khó để chiếm được mãn đô kỳ, nhưng muốn giữ được nó thì rất khó. Ít nhất cuộc chiến này phải đánh mấy năm mới xong. Nếu đại tùy chiếm được mạn đô kỳ, mông ca tất nhiên là sẽ phải bị đoạt lại. Đánh tới khi nào đoạt lại thì thôi. Cho nên học sinh cũng không dám phỏng đoán cuộc chiến này đánh tới lâu bao lâu. Xuân dẫn gật đầu trầm mặc một lúc rồi hỏi. Vậy người cảm thấy suốt quần đánh mông nguyên là đúng hay là sai? Câu hỏi này khiến trong lòng phương giải thật căng thẳng. Cùng lúc ấy tại cùng thái cực, đồng đoạn các, Hoàng đế khoanh chân ngồi trên giường gạch, đang nhìn một cuốn sách. Có lẽ do phê duyệt tấu trường đã mệt, nên tìm một cuốn sách cổ tùy tiện mà đọc. Đọc được một lúc mới phát hiện ra, cuốn này hồi bé mình thuộc lào lào. Nhưng cách 30 năm đọc lại, không ngờ đã quên bảy tám phần rồi. Lúc làm hoàng tử, còn vất vả hơn lúc làm con trẻ nhiều. Bọn họ phải học rất nhiều, cho nên không có thời gian rảnh của riêng mình. Muốn chơi một tí đều là hy vọng xa vời. Làm hoàng đế tất nhiên là càng mệt hơn không có thời gian chơi đùa, càng không có tâm tư để chơi đùa nữa. Vừa nghĩ tới đây, hoàng đế cảm thấy hâm mộ phụ thân của y, người đã ngồi trên ngôi vị hoàng đế hơn 40 năm, so với tiền đế mà nói, y hoàn toàn tương phản. Tiền đế là một người chưa bao giờ chịu nhốt mình trong lòng. 40 năm tại vị, cơ hồ hàng năm đều ra ngoài trường an để tuần tra, kỳ thực chính là né tránh triều đình để giải sầu. Có đôi khi dường dịch cũng muốn buông tha hết thảy, đi ra ngoài chơi một hồi, hành cung ở Đông Hải đã được tu sửa 7-8 năm, nhưng mình chưa từng tới đó một lần. Cho dù làm hoàng đế phải trải qua rất nhiều chuyện, nhưng thực sự y chưa được thấy nhiều điều. Chưa từng thấy qua biển rộng, chưa từng thấy qua trường giang, chưa từng thấy qua đại thảo nguyên, cũng chưa từng thấy qua thập vạn đại sơn. Thậm chí ngay cả giang nam được khen ngợi là có phong cảnh đẹp đẽ như tranh vẽ, y cũng chưa có thời gian tới đó ngắm. Làm hoàng đế tới nước này dường như không có thú vui nào trên đời nữa, nhưng dương dịch thích sống cuộc sống như bây giờ y cảm giác nắm chặt quyền lực trong tay cảm giác này khiến cho người ta thỏa mãn hơn bất kỳ phong cảnh bao la hùng vĩ nào thậm chí y thích cả việc phê duyệt tấu chương một việc mà phụ thân coi là tra tấn đầu đớn nhất kỳ thực với thực lực của đại tùy với căn cơ của đại tùy cho dù y làm một vị hoàng đế vô vị lười biếng đại tùy vẫn như cũ không xảy ra chuyện gì xấu cả nhưng y không muốn như vậy nếu đã làm hoàng đế sao có thể không lưu danh thiên cổ? Sao có thể không có công lao, có lợi cho vạn thế? Ít đã được làm hoàng đế như mong muốn, nhưng không muốn làm một vị hoàng đế tầm thường vô vị. Đại tùy lập quốc hơn một trăm năm, ngoại trừ Thái Cổ, Thái Tông ra, vậy thì các vị hoàng đế về sau có ai khiến cho người ta nhớ kỹ chứ? Thái Tổ khai quốc, Thái Tông mở biên cương, hai vị có thể nói là đế vương này, cho dù trăm ngàn năm sau vẫn được con dân đại tùy khen ngợi và tôn kính. Còn nếu y không làm ra được một phen đại sự nghiệp nào, thì chắc là chỉ có một cái tên tầm thường trong sách sử. Cho nên, y mới chọn Mông Nguyên. Các vị hoàng đế đại tùy trước đó, có ai dám khai chiến với Mông Nguyên chứ? Nhưng y dám, y tên là Dương Dịch. Trong đầu suy nghĩ hơi loạn, Dương Dịch gặp cuốn sách vào, nhắm mắt lại, say dày trắng. Trầm mặc một lúc, y mới nhẹ giọng hỏi một câu. Phương giải vẫn còn ở trong phủ di thân vương chưa về sao? thay dám cầm bút tổ bất úy khom người mà trả lời. Bẩm bệ hạ, vẫn chưa về, người của ảnh vệ một mực theo dõi. Ở bên ngoài dùng thiên lý nhãn, thấy phương giải và di thần vương ở trên chỗ cao nhất của lâu thuyền, không bao đầu lại đi xuống. Ừ, hoàng đế ừ một tiếng rồi nói, phương giải là một người thông minh, trẫm ra việc này cho hắn, hắn sẽ không để trẫm thất vọng. Tới tận bây giờ, lão lục vẫn chưa chịu buông tay, thậm chí còn âm thầm sử dụng một số thủ đoạn xấu xa trẫm giết bình bộ thị lang hậu quần tứ cách chức bình bộ thượng thư ngũ đồng lai y còn chưa chịu thành thật chẳng lẽ y xì mê muốn vào triều nắm quyền như vậy hay là y còn có tâm tư nào khác tổ bất úy không dám trả lời cũng không thể trả lời hoàng đế cũng biết hỏi như vậy tổ bất úy không có can đảm để trả lời cho nên thở dài nói đi mời chu viện trưởng tới đây trẫm có việc muốn bàn với ông ta tổ bất úy lên tiếng xoay người rời đi hoàng đế tựa vào giường lắc lắc cổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, Thế mặt trời đã lặn về phía tây, cái thở dài một cái. Mấy ngày gần đây, di thần vương bắt đầu trục dịch. Y biết vị lục đệ của mình muốn làm đại tổng quản Tây Trinh. Trong triều trình, đã có người nói hộ cho lục đệ. Nó chẳng hút quận vương Sương khai không đủ lý lịch và kinh nghiệm để nắm đại cục trong tay. Nói cái gì mà chiến sự Tây Bắc kéo dài là do Sương khai sợ chiến. Những lời này còn không phải là vì trải đường cho lão lục thì là cái gì. Hoàng đế đều biết, nhưng y không xác định lão lục chốt của có tâm tư nào khác không. Quan viên trong triều đình âm thầm liên hệ với di thần vương. Việc này đều y muốn biết thì không có người nào giấu được. Nhưng y thật không ngờ, danh sách mà lạ uy nhiên chỉnh lên lại kinh người tới như vậy. Tuy những quan viên đó không nhất định đều bị di thân vương lôi kéo, trở thành thân tín. Chỉ có điều không ít người được lợi từ di thân vương rồi nói hộ cho y. Nhưng cho dù chỉ có một quan viên khăng khăng một bực đứng bên cạnh gì thần vương thì hoàng đế đều phải cảnh giác. Nghi tới nghi đùi, hoàng đế phát hiện phương giải mới là người thích hợp tiếp cận lão lục nhất. Quan viên cả triều không ngờ lại không có một người nào mà y thực sự tin tưởng. Nhưng nghìn có tin tưởng ở phương giải không? Hoàng đế đã từng tự hỏi mình vấn đề này, nhận được đáp án dĩ nhiên là không tin tưởng. Là một vị đế vương, y không tin hoàn toàn bất kỳ vào ai. Nghĩ tới tiêu điền kia, hoàng đế hơi nhếch miệng nếu người hữu dụng, tất nhiên trẫm sẽ không để người mai một. Y thì thảo tự nói, trong đầu nghĩ, nếu trẫm không đều được cho thái tử một giang sơn thái bình, thì cũng phải bồi dưỡng vài nhân tài có thể sử dụng. Vừa lúc đó, Xem cờ được vén lên, một cái đầu nho nhỏ ngó nghiêng vào, lập tức cười rạng rỡ. Phụ hoàng, phụ hoàng chơi diều với con có được không? Đây là một đứa bé trai xinh đẹp, vẫn đều ngọc mài, tuổi chừng 5-6 tuổi, khuôn mặt cực kỳ đáng yêu, đẹp nhất là đôi mắt to sáng long lanh cười rộ lên giống như là có thể nói chuyện được vậy dương dịch vươn tay bé trai mỉm cười chạy tới rúc vào trong lòng của dương dịch Tỷ tỷ không chơi diệu với con phụ hoàng chơi với con có được không được chứ hoàng đến nâng bé trai lên rồi nói phụ hoàng nâng con lên thật cao ai cũng không với tới được không à, được ạ à, được ạ còn thích nhất phụ hoàng chơi với con còn thích nhất Dì thần vương Dương Dận ra vẻ đơ đã hỏi một câu, người cảm thấy cuộc chiến mồng quyền là đúng hay sai. Nếu lời này truyền ra ngoài, cho dù Dương Dận là thân vương thì cũng khó mà trốn khỏi quản chế. Dám nghi ngờ hoàng đế, lại còn đang đúc chiến tranh nghi ngờ hoàng đế. Phương giải không ngờ Dương Dận lại dám làm cản tới như vậy. Dựa theo đạo lý, hắn và Dương Dận mới gặp nhau vài lần. Tùy liên tiếp nhận súng ngắn và đau của Dương Dận, nhưng Dương Dận không phải là kẻ ngu ngốc, sao có thể sơ suất như vậy. Nhưng rất nhanh, Phương Giải liền hiểu ra ý đồ của Dương Dận, cho nên trong lòng hắn hơi căng thẳng. Phương Giải nhíu mày không đáp, Dương Dận cười ha hả rồi nói, chỉ hù dọa người mà thôi, bệ hạ đã quyết định sao có thể sai được. Ma tử mông nguyên hùng cứ tây bắc như hồ rình bồi, trận chiến này sớm muộn gì cũng phải đánh, bị động bị đánh còn không bằng chủ động đánh tới, vì trận chiến này mà bệ hạ đã chuẩn bị 12 năm, chắc chắn không xảy ra sai lầm đâu trong lòng của phương giải tự nhủ nếu như có sai lầm thì chính là ngươi rồi dương giận lại nói người nhập ngũ ở phản cố ba năm còn là đội phó đội tham báo mau nói cho ta biết chuyện về đám man tử mông nguyên ta sẽ nghe nói nữ tử mông nguyên đều cao lớn thô kệch còn hung hãn hơn cả nam nhân tay kéo tuấn mã tay bắt dì bò có phải là thật không phương giải cười nói làm gì tới mức ấy nữ tử mông nguyên cũng là nữ tử người với người sao có thể khác biệt lớn tới như vậy chỉ có điều các nàng ngay cả ở trên thảo nguyên phơi nắng phơi gió, thoạt nhìn không mềm mại trắng trẻo như con gái người tùy chúng ta. Da của các nàng khá đen, thân thể cũng rất cường tráng, nhưng vẫn không thể so được với nam nhân. Nếu các nàng đó có thể làm được như lời vương gia nói, thì cần nam nhân làm cái gì? Dương giận cười nói, như vậy mới hợp lý chứ. Ta cũng cho rằng nếu các nàng đó còn cường trắng hơn cả nam nhân, thì các nam nhân mộng nguyên sống như thế nào? Lời này có hai ý, khiến cho hai tiểu mỹ nhân hầu hạ rót rượu không nhìn được cười rộ lên dương giận ôm một nàng vào người hôn lên mặt một cái cười nói hai nàng cười cái gì nếu lại làm càn ta liền bán hai nàng cho nam tử mông nguyên xem hai nàng còn sức để mà cười hay không một nàng quyến rũ nói vương gia tha cho bọn thiếp đi bọn thiếp còn phải giữ gìn hầu hạ vương gia đây này trầm quynh phiên khen nhíu mày lộ vẻ khó chịu nàng vốn là người mạnh mẽ cứng rắn không nhìn được nữ tử cam chịu thấp hèn nếu không phải đang ở vương phủ thì nàng đã cho cái bạt tai rồi đang đốc nàng nén giận thì có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay của nàng nàng nhìn sang là tay của phương giải phương giải kẽn lắc đầu ánh mắt dịu dàng khuôn mặt của trầm khuynh phiến hơi đỏ xoay bàn tay nắm ngược lấy tay của phương giải bảo hai nàng đứng đắn một chút lại cứ giở trò quyến rũ ra làm gì nếu chọc giận khách nhân xem ta thu thập hai nàng như thế nào dương giận cười cợt vài câu lập tức ngồi thẳng người rồi nói Phương giải, tôi cũng biết tính tình lời nhác của ta rồi đấy. Lục rảnh rỗi thường bình luận mấy câu liên quan tới triều chính, nhưng ta thực sự không có tâm tư quấy rối đại sự triều đình. Bệ hạ là vị hoàng đế cử trí nhất từ lúc đại tùy lập quốc tới nay. Bệ hạ đã quyết định chuyện gì, thật sự tất nhiên là không sai. Cho nên mấy câu vui đùa vừa nãy, người đừng coi là thật. Y Đức nhìn Phương giải một cái rồi nói, tuy nhiên người lại khác, sớm muộn gì ngươi cũng trở lại quân đội, cho nên ta rất muốn nghe cái nhìn của ngươi về cuộc chiến tây bắc học sinh không dám nói ra cái nhìn của mình phương giải cúi đầu nói đúng như vương gia vừa nói bệ hạ đã quyết định điều gì thì chẳng bao giờ sai vậy cần học sinh nói cái gì chứ trận chiến này đại tùy tất thắng là được nói rất hay dương giận bằng người rót đầy rượu cho phương giải đại tùy tất thắng là được đúng rồi ngươi gặp qua hút quận vương chưa ở kinh thành ta và y đã gần gũi nhau nhất không phải dân chúng Trường An đều nói như vậy sao? Ta là người Phong Hoa Tuyết Nguyệt nhất trong thiên hạ, Húc Quận Vương là người đứng thứ hai. Học sinh chưa từng gặp qua Húc Quận Vương, Phương giải nói, Dương giận cười nói, vậy người nói xem, vị Phong Hoa tuyệt Nguyệt đứng thứ hai thiên hạ này, còn có thể thống lĩnh đại quân chinh phạt Mông Nguyên, còn vị thứ nhất thiên hạ như ta, còn làm được việc đó không? Vương già say, học sinh cũng say, Phương giải cúi đầu nói rượu của phụ vương già thật là mạnh học sinh mới uống hai chén mà đầu óc đã quay cuồng rồi mặt cũng hoa lên nhìn thứ gì cũng lùng ta lung tung vừa rồi vương gia nói gì học sinh không nhớ gì cả học sinh nói gì đó học sinh cũng quên mất rồi học sinh cảm thấy mình đã say kính xin vương già tha cho học sinh học sinh thực sự không thể uống được nữa Tử lượng của người quá thấp mới uống có hai chén đã say sương giận cười to rồi nói thôi ta cũng không cố lưu người lại làm gì Ngươi và mỹ nhân của ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ngươi có thể tới vườn phủ của ta bất cứ lúc nào. Tuy nhiên lần sau không nên mang theo khuyên phiến tới. Ta sẽ tìm hai thiếu nữ còn trong trắng cho ngươi. Cảm đoàn từ vị khác nhau rất lớn. Phương giải đứng dậy, chắp tay nói cáo tử. Trầm khuynh phiến cũng thì lễ. Sau đó cùng phương giải rời khỏi lâu thuyền. Từ bậc thang đi xuống thuyền, trầm khuynh phiến kéo tay phương giải. Bàn tay có chút lạnh lẽo. Phương giải quay đầu mỉm cười với nàng cứ như vậy cầm tay nàng đi ra bên ngoài dương giận đứng lên tầng ba vị lan can nhìn bóng lưng của đôi trai tài gái sắc kia cười cười cũng không biết phía sau nụ cười ấy ẩn giấu là cái gì không biết qua bao lâu vị quản sự tên là tần lục thất kia xuất hiện ở bên cạnh dương giận y hơi cuối người rồi hỏi vương gia cảm thấy kẻ này có thể sử dụng được không dương giận bìm cười lắc đầu còn đang trong khoảng có thể sử dụng và không thể sử dụng trong lòng của hắn vẫn còn cảm kích và tôn kính với tứ ca của ta. Cho nên, lúc ăn uống hỏi mấy câu, hắn không dám trả lời. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, điều này chứng minh hắn không phải cố ý tiếp cận ta. Nếu như vậy, thì hắn đã không biểu hiện bình thản như vừa nãy, mà đã hùa theo ý của ta rồi. Còn có chuyện này nữa, nếu hắn phụng mệnh của người khác tới tiếp cận ta, thì đã không dẫn theo trầm khuynh phiến. Đi ra ngoài, mang theo một cao thủ, như vậy là hắn chưa tin tưởng ta. Nếu hắn muốn tiếp cận ta, vậy thì hắn sẽ không ngu ngốc tới mức khiến ta sinh lòng cảnh giác. Hoàng đế tốt với hắn, hắn mới cảm động và nhớ nhung. Tần lục tất cười khổ nói. Nhưng vương gia tốt với hắn, sớm muộn gì hắn cũng đứng bên này thôi. Hy vọng là như vậy. Dương giận gật đầu cất tiếng nói. Ta càng ngày càng thích thiếu niên này rồi, biết mạng ơn mới đã tốt. Bằng không, ta tốn một số vốn lớn, nuôi dưỡng một con sói phản trắc, chẳng phải thua lỗ sao. Phương giải nắm tay trầm khuyên phiến đi ra ngoài, không để ý tới ánh mắt của những người trong vương phủ. Trong vương phủ có không ít người luyện võ, cũng có rất nhiều nữ tử có dung mạo xinh đẹp. Nhất là những nữ tử đó nhìn vương giải nắm tay trầm khuyên phiến, ánh mắt phần lớn đều là hâm mộ. Lúc gần tới cửa, có một thư sinh mặc trường bào từ phía đối diện đi tới. Người này toạt nhìn 26-27 tuổi, dáng người thon gầy, khuôn mặt thanh tú. Đụng đi ngang qua vương giải, y khẽ gật đầu, mỉm cười thăm hỏi. Phương Giải cũng gật đầu coi như đáp lễ. Đi tới cửa, Phương Giải nhìn thấy Kỳ Lân đã đậu xe ngựa ở góc rẽ đường lớn. Hắn hướng Kỳ Lân vẫy tay, Kỳ Lân lập tức đánh xe ngựa tới. Phương Giải và Trầm Khuynh Phiến đi lên xe ngựa. Hắn nhíu mày trầm tư một lúc rồi cất tiếng nói: "Hình như ta đã từng gặp qua nam tử trẻ tuổi vừa rồi thì phải." Cẩn thận suy nghĩ, hắn bỗng nhớ ra, ngày ấy ở trong thành Trường An, cùng Khâu giáo Thụ tìm bạn học trở về Diễn Vũ Viện, nam tử đó có đi qua cửa hàng của chúng ta. Lúc ra khỏi cửa, y đang ngồi ở sạp lão vương ăn mì. Trí nhớ của huynh thật là tốt đấy. Trầm khuynh viến cười cười cất tiếng nói. Không đúng. Phương giải kẽn lắc đầu nói. Trầm khuynh viến ngẩn ra. Có chỗ nào không đúng chứ? Phương giải cất tiếng nói. Nếu y là người trong vương phủ thì không phải lo lắng về chuyện ăn mặc. Nhưng ta nhớ bộ dạng ăn mì ngày đó của y giống như sói nhai hổ nuốt như là đã lâu rồi chưa được ăn đồ nào đứng đắn như vậy. Một người có thể tùy ý đi lại trong vương phủ, sao có thể ăn một bát mì không nhã nhặn như vậy? Trầm Khuynh phiến lắc đầu nói, điều này thì có liên quan gì, có lẽ y mới được dương giận thu vào trong phủ không đâu. Phương Giải nói, ta đang nghĩ, ngày ấy y xuất hiện ở cửa hàng chúng ta là cố ý hay là trùng hợp? Nếu cố ý thì rõ ràng là dương giận phái người giám thị ta, nếu là trùng hợp thì Hắn thở dài nói, thôi bỏ qua, còn rất nhiều chuyện đau đầu hơn chuyện này đâu cần phải hao tâm tổn trí vì một người. Hôm nay dường dận cố ý giả ngây giả dại, bất quá chỉ là muốn thử ta mà thôi. Ta không biểu hiện của mình có dấu diếm được y không, nhưng người này thực sự không chỉ say mây phong nguyệt. Những người luyện võ ở trong phủ, nói là khách giang hồ, nhưng có mấy người luyện quyền pháp trong quân đội. Trong đó có một người có vết thương do cùng tiễn gây ra. Người luyện võ bình thường rất ít người bị thương do tên. Những người đó tám chín phần là lão binh. Còn nữa, lúc ta lên lâu thuyền có sở qua mép thuyền, rất là chắc chắn. Bên trong hẳn là đóng thêm một tầng sắt. Lâu thuyền đó được đóng chắc chắn như vậy, chỉ sợ không chỉ đơn giản là che mưa che gió đâu. Nhưng con thuyền kia không di chuyển được, trầm khuyên viên nói. Phương giải ừ một tiếng, suy nghĩ một lúc mới nói. Y không cần phải đưa chúng ta lên chỗ cao nhất của thuyền, nhưng Y vẫn đưa lên là muốn thử ta, làm ra vẻ như không có chỗ nào giấu giếm. Lúc một người giả vờ như không thèm để ý, kỳ thực là lúc dễ lộ ra sở hở nhất. Đứng ở trên cao của thuyền có thể quan sát được cung thành và sự điều động cấm quân. Ta không tin y chỉ để ngắm cảnh tuyết. Lúc đó y phát hiện mình nói lỡ nên cố ý chuyển đề tài. Việc này không giả được rồi. Hắn thở dài nói. Cùng lúc ấy tài phủ di thần vương, tần lục tất nhìn thoáng qua nam tử trẻ tuổi, khẽ nhớ mày hỏi. Không phải người lo lắng, hắn chân nhận ra người sao, vì sao còn cố ý để cho hắn bắt gặp nam tử trẻ tuổi cười cười cất tiếng nói kỳ thực hắn không nhớ mặt của thuộc hạ lúc ở bên ngoài cửa hàng của hắn thuộc hạ đã thử qua một lần lần này thử nếu như hắn thực sự có ấn tượng thì vẻ mặt phải có chút biến hóa rồi ở núi Ban nguyệt chỉ có mấy học sinh là biết mặt của thuộc hạ đã bị thuộc hạ giết hơn một nửa chỉ còn lại hai người là con gái của quy đức tướng quân và con của tán kỷ thường thị mấy ngày kế tiếp nên thành thật một chút Di thần vương dương giận lạnh lùng nhìn y rồi nói ngoài trừ những việc ta giao cho ngươi đi làm Những việc khác người chưa có động vào phương hận thủy đại nội thị vệ sử đã phái tới rằng nam bắt cha mẹ của ngươi nếu người không muốn cha mẹ của người chết thì tốt nhất nhớ lấy lời của ta nam tử trẻ tuổi biến sắc cúi người rồi nói thuộc hạ đã biết thuộc hạ đã vào vương phủ thì cái mạng này đã thuộc về vương gia mong vương gia yên tâm thuộc hạ sẽ không tiếp tục làm mấy chuyện hồ đồ nữa Dương giận gần đầu nói, người là người thông minh, ta không nghi ngờ điểm này. Người muốn trở nên đổi bật, muốn trở thành nhân vật lớn, với thân phận của ngươi, với tội trạng của ngươi, ngoài trừ ta ra, ai có thể giúp ngươi đạt được mong muốn đây? Muốn trở thành một nhân vật lớn, trước hết phải làm tốt những chuyện mình nên làm. Ta sẽ không bạc đãi bất kỳ một ai trung thành với ta. Đương nhiên, cũng không chấp nhận một kẻ gây thêm phiền toái cho ta. Ta biết người muốn giết phương giải, cố gắng chịu đựng đi. Vâng ạ. À. Phương Hận Thủy gật gật đầu, thái độ cung kính. Đi thôi. Dương dẫn khoát tay nói. Tuy tu vi của người không tầm thường, nhưng bản lĩnh giết người không cao. Trong xà vệ không thiếu người giỏi giết người, người đi học hỏi một chút. Phương Hận Thủy cưới người, tỷ lễ cáo lui. Chờ cho y đi rồi, Dương dẫn hừ lạnh một tiếng. Người như vậy vĩnh viễn không làm được đại sự, luôn tự cho mình là đúng, có thể làm sao găm, nhưng không thể làm cánh tay. Vâng gia, còn phương giải thì sao tần lục thất cất tiếng hỏi dương giận trầm mặc một lúc nghĩ đi nghĩ lại thì đó là một kẻ không dễ thuần phục còn có nói cho xả vệ thu ra tay thì hình như đại đội thị vệ sử đã nhận ra cái gì đó bảo xả vệ tạm thời dừng những hoạt động ở xa dù sao giờ vẫn còn sớm để dùng tới xả vệ đôi vó của xà vệ có phải tên là trương cuồng không nhỉ quan hệ giữa y và phương giải rất tốt bảo y đi tiếp cận phương giải nhìn xem phương giải có phải là do thứ ca phái tới tiếp cận ta hay không? Vâng ạ. À, Tần lục thất lên tiếng. Thuộc hạ sẽ đi ngay bây giờ đây. Y mỉm cười các tiếng nói. Thuộc hạ thích nhất là những kẻ như Trương Cuồng. Y chỉ thích tiền. Người như vậy dùng là tốt nhất. Lúc Vương Giải trở lại phủ tán kim hầu thì trời đã tối. Xem cửa dừng đại trước cửa. Vương Giải phát hiện hôm nay hầu phủ khác với những ngày bình thường. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, người tới người lui, khác hoàn toàn với vẻ yên tĩnh hàng ngày. Kỳ lân nhìn trong viện ngơ ngác một lúc, không nhịn được mà hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Phương Giải bây giờ suy nghĩ rồi đáp. Tám trên phần là chủ nhân của phủ đã trở về. Phương Giải đoán không có sai. Sợ dị đám tôi tới trong phủ trở nên bận biểu chính là vì tán kim hầu ngô nhất đạo đã từ Tây Bắc trở về. Đám tôi tớ vội vàng đun nước hầu hạ chủ nhân tắm rửa còn phải cất đồ đạc mà chủ nhân mang về nhìn rất náo nhiệt. Phương Sài vừa vào cửa đã thấy mập mạp tử sắc tài đứng ở trong sân qua tay búa chân, chỉ huy đám tôi tớ chạy đông chạy tây. Ây nhà, đây không phải là tiểu phương đại nhân đó sao? Không tiếp đón từ xa, thật lễ thật lễ. Tử sắc tài cười tùm tìm chào hỏi. Phương Sài lượm im một cái rồi nói, ta tới là nộp tiền thuê nhà. Tửu sắc tài ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới đám người phương Sài vẫn còn ở trong phủ tán kim hầu. Mặt y đỏ lên cười ngượng nói, rời khỏi nhà đã lâu nên quên bán đi mất. Nếu nộp tiền thuê nhà thì tự nhiên là người một nhà. Yên tâm yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố các ngươi để các ngươi có cảm giác như đang ở nhà. Chạy một vòng từ Tây Bắc ngàn dặm, sao không thấy người gầy đi nhỉ? Phương giải cất tiếng hỏi. Tự sắc tài cười nói, thật vất vả mây béo được một chút, nếu gầy đi chẳng phải lãng phí những thức ăn lúc trước ăn sao? Ta là người không thích lãng phí, cho nên để duy trì thành quả đó, chuyện đi này ta cũng ăn rất vất vả đấy. Hậu gia thuê ngươi làm có phải vì muốn ngươi làm cảnh để tôn thêm vẻ đẹp trai của hậu gia đúng không? Phương giải ác ý phỏng đoán một câu. Tử sắc tài cười hì hì rồi nói, không không đâu, hậu gia thuê ta là để giúp hậu gia kiếm tiền. Phương giải bật cười, cái tên tửu sắc tài của người thật đúng là không đặt sai, ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy. Tựu sắc tài đỏ mặt nói, đừng đừng đừng, ta thích con gái hơn. Phương giải cười ha hả, vừa đi vào vừa hỏi, hậu gia đâu rồi? Đàng tắm, đàng tắm, Chuyến đi này khiến hậu gia gầy đi không ít, tuy nhiên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà bề hạ giao cho. Trong lòng hậu gia cũng cào hứng. Người không biết đâu, vận chuyển một số lượng vật tư khổng lồ như vậy, đều đã do hóa thông thiên hạ hành bọn ta vận chuyển tới Tây Bắc. Đội tàu kéo dài hơn 10 dặm, cột buồm như rừng. Người không biết lúc ta nhìn thấy tình cảnh đó, sao mà tự hào. Từ xưa tới nay, có cửa hàng nào có thể làm được điều đó? Vật tư phải tính hàng trăm triệu, đại quần mấy chục mạng, đều do hóa thông thiên hạ hành bọn ta chuyển từ các nơi của đại tùy chuyển về tây bắc rồi tập hợp ở sơn đồng đạo trang cảnh đồ sộ cả đời này ta sẽ không quên được cũng để cho người đời biết thực lực của hóa thông thiên hạ hành như thế nào có ai không dừng ngón tay cái liền khèn chứ nghe y nói xong vẻ mặt của phương giải hơi cứng ngắc không cười nữa mà nói làm phiền ngươi nếu hầu ra tắm rửa xong mà rảnh rỗi ta muốn gặp ngài ấy một phen đâu cần phải khách khí như vậy tự sắc tài cười cười nói Người nộp tiền thuê nhà mà. Vương giải cười cười chắp tay ra mà rời đi. Xong mặt có chút ngương trọng. Trọng Quynh Phiến nhìn vẻ mặt của hắn khác thường, nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Nghĩ tới chuyện gì không tốt sao? Vương giải lắc đầu vừa đi vừa nói nhỏ. Lần này hóa thông thiên hạ hành thể hiện hết thực lực của mình. Dần chúng khiếp sợ. Triều đình tất nhiên cũng khiếp sợ. Một cửa hàng tư nhân không gọi lại có thực lực như vậy. Nếu như người đứng đầu của cửa hàng đó có ý đồ đen tối, chẳng phải là họa lớn trong lòng triều đình sao? Tán Kim Hầu gấp cáp trở về như vậy, ta sợ là vì có người trong triều đình đang nhắm vào ông ta. Người cơ trí như ông ta sao lại để lộ hết thực lực ra ngoài như vậy nhỉ? Cho dù là ý của bệ hạ, ông ta cũng không nên làm vậy. Hiện tại cuộc chiến đã xảy ra, triều đình đã không cần dùng hóa thông thiên hạ hành nữa rồi. Bây giờ vận chuyển binh lực và vật tư tới Tây Bắc đều dùng thủy sư đại tùy. Huỳnh sợ hoàng đế qua sông đoạn cầu sao? Trầm Quynh Phiến hỏi phương giải gật đầu hóa thông thiên hạ hành quá lớn lúc trước bệ hạ dùng đội tàu của cửa hàng đã khiến cho rất nhiều triều thần bất mãn nhưng bệ hạ đưa hầu gia ra để áp chế thanh âm bất mãn trong triều hiện tại chiến tranh đã đổ ra hoàng đế không cần phải lừa gạt gì nữa tự nhiên cũng có thể dùng lại hóa thông thiên hạ hành nếu càng ngày càng có nhiều người trong triều đình nhắm vào hầu gia vậy thì khả năng hoàng đế sẽ xuống tay với hầu gia đấy quá lớn phương giải cao mày nói hóa thông thiên hạ hành quá lớn, lớn tới mức người trong triều đình đều bất an. Trầm Quynh Phiến cất tiếng nói, chẳng tan Kim Hầu cũng nghĩ tới điều đó, ông ta có thể có được địa vị như ngày hôm nay, tâm cơ và lòng dạ phải vượt trội người bình thường, chắc trước khi bộc lộ hết thực lực, ông ta đã cần nhắc kỹ lưỡng rồi. Điều ta lo lắng là... Phương Giải nhíu Mày nhớ tới tiểu nha đầu bởi vì vô số việc mà bị bức bách phải rời khỏi trường An tới núi Thanh Nhạc kia liệu hầu ra dốc hết toàn lực để giúp về hạ xử lý việc ở Tây Bắc có phải do bị uy hiếp gì không? Trầm Khuynh Phiến là người thông minh sắc sảo, lập tức hiểu ý của Phương Giải. Trước khi tán kim hầu tới Tây Bắc, có người con gái tên núi Thanh Nhạc, chẳng lẽ là hoàng đế dùng con gái của ông ta để áp chế ông ta? Nếu ông ta không dốc toàn lực làm tốt việc ở Tây Bắc, thì hoàng đế sẽ thu con gái ông ta vào cung. Đối với một cô bé mới 15-16 tuổi mà nói, vào cung đúng là một tai nạn đám phi tần quý nhân kia chẳng ai là đèn cạn dầu đâu. Cho nên, Phương Giải có chút trầm giọng nói. Ta lo lắng, hậu gia đã đưa ra một quyết định lớn gì đó. Quyết định gì? Trầm khuyên phiến hỏi. Phương Giải lắc đầu nói. Nếu muốn tranh họa, đương nhiên là chỉ có thể giao toàn bộ hóa thông thiên hạ hành cho bệ hạ. Giống như việc ông ta quyên mấy vạn lượng vàng tu sửa thành tường vậy. Dù có tiền để mà mua bình an, vậy thì lúc trước bệ hạ buộc ông ta xử lý việc ở Tây Bắc, chưa chắc là không có ý đó. Nếu hầu gia muốn bình an, không thể không lưu hóa thông thiên hạ hành lại. Trong khuynh Phiến gần ra, lẩm bẩm nói, một mũi tên trúng hai con chim, thủ đoạn thật âm tàn. Một cửa hàng có thể ảnh hưởng tới cả một trận chiến tranh, thậm chí ảnh hưởng tới căn cơ quốc gia. Đối với triều đình mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Lần này hóa thông thiên hạ hành làm thật đẹp, vận tư tiếp tế khổng lồ như vậy, quân đội lớn như vậy mà có thể ổn thỏa vận chuyển tới Tây Bắc không cần suy nghĩ nhiều cũng thấy được năng lực đáng sợ của hóa thông thiên hạ hành phương giải lo lắng không phải là không có đạo lý nhưng vị đại nhân vật trong triều đình sẽ không cho phép một cửa hàng có thể uy hiếp đại tùy tồn tại hơn nữa sở dĩ bệ hạ lựa chọn hóa thông thiên hạ hành vận chuyển vật tư là vì muốn qua mắt đám triều thần hoàng đế tin tưởng một thương nhân hơn cả triều thần trong lòng đám triều thần sao có thể hoải mái cho được bọn họ không làm gì được hoàng đế nhưng bọn họ có thể nhắm vào hóa thông thiên hạ hạnh một đám quan lớn quyền cao chức trọng muốn trị một cửa hàng thật không phải việc khó khăn gì nếu như là đám quan lớn trong triều phản đối ngô nhân đạo mãnh liệt thì bệ hạ tất nhiên phải ra mặt trấn an ngô nhân đạo có công với xã tắc đại tùy đầu tiên là quyên mấy vạn lượng vàng tu sửa thành trường an lại dốc toàn lực cho chiến trường tây bắc bệ hạ không thể dễ dàng giết y bệ hạ nhất định sẽ đưa ra một số điều kiện cho ngô nhân đạo muốn giữ được tính mạng thì phải bỏ lại một ít gì đó. Hóa thông thiên hạ hành quá lớn, đủ để cho một vị hoàng đế này lòng tham. Đây mới là điều khiến cho người ta lo lắng. Lúc đầu Phương Giải không quá để ý tới chuyện này, hiện tại cẩn thận suy nghĩ mới cảm thấy có nó đáng sợ. Lúc hiểu được vì sao lúc trước ngô nhất đạo vội vã đuổi ngô ẩn ngọc về Giang Nam. Trước khi tới Tây Bắc, y đã an bài dẫn đường lui. Chỉ có điều ngô nhất đạo cũng hiểu rằng, chỉ cần còn ở Đại Tùy thì y không thể chống cự được vị trí tôn kia. Một câu của hoàng đế có thể cướp đi tâm huyết nửa đời của y. Nghĩ tới đây, trong lòng phương giải cũng rất chua xót. Ngô Nhất Đạo là người giúp hắn rất nhiều từ lúc hắn tới trường An. Phương giải tự nhận mình không phải là người tốt gì, nhưng hắn là người biết chịu ơn. Nếu hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Từ lúc tiểu sắc tài kể lại hành trình Tây Bắc, trong nháy mắt phương giải liền nghĩ tới khả năng xấu nhất cho nên hắn mới vội vã muốn gặp ngô nhất đạo nhưng hắn không biết mình có giúp được gì hay không cho nên lúc ngồi đối diện với ngô nhất đạo hắn không biết mở miệng như thế nào hắn thực sự coi vị nam tử tao nhã lịch sự này là bể trên tuy rằng ngô nhất đạo một mực tạo khoảng cách với hắn thậm chí thu tiền thuê nhà nhưng trong lòng phương giải rất cảm kích y lúc mới vào thành trường an nếu không có ngô nhất đạo giúp đỡ hắn biết mình không được như hiện tại mà nghĩ tới sự tính toán chi ly của Ngô Nhất Đạo, hắn lại hiểu ra một việc. Sở dĩ Ngô Nhất Đạo tính toán chi ly ở mấy việc nhỏ nhặt như vậy, không phải là muốn phủi sạch quan hệ với Phương Giải đó sao? Nếu Ngô Nhất Đạo thực sự xảy ra chuyện gì, Phương Giải chỉ là người thuê nhà, tất nhiên sẽ không liên quan gì cả. Tới lúc đó, Ngô Nhất Đạo chỉ nói một câu, chỉ là người thuê nhà đã có thể đá văng Phương Giải khỏi rắc rối. Nếu thực là như vậy, thì chứng tỏ lúc Phương Giải mới gặp Ngô Nhất Đạo, Ngô Nhân Đạo đã biết mình phải đối mặt điều gì rồi. Cho nên trong lòng Phương Giải càng thêm chua xót. Bất kể là Ngô Nhân Đạo giúp hắn vì mục đích gì, đều là thật lòng. Thậm chí còn suy xét giúp hắn thoát thân. Trí tuệ như vậy, thấy xa như vậy, chỉ sợ không có vài người vượt qua được y. Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, y cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của bệ hạ. Bởi vì nơi này là Đại Tùy, mà ở Đại Tùy, bệ hạ chính là thần. Có lời gì thì cứ nói đi, Sao mới không gặp một năm, vậy mà đã trở nên nhàn nhó như thế? Ngô nhân đạo vừa ăn cơm vừa cười nói, thoạt nhìn y như ăn rất ngon miệng. Tuy rằng trên bàn chỉ có vài món ăn nhẹ, không có rượu, tay bưng một bát cơm tẻ, nhưng y ăn rất ngon lành. Phương giải hít sâu một hơi, quyết định không hỏi thử nữa. Hóa thông thiên Hà hành có giữ được không? Hắn ngồi thẳng người nhìn ngô nhất đạo hỏi. Ngô nhất đạo định gắp rau, nghe vậy điền dừng lại, lập tức lắc đầu nói, không liên quan gì tới ngươi. Tuy nhiên từ ngày mai, các ngươi trở về cửa hàng của mình thì tốt hơn. Ý dùng đôi đũa chỉ một hộp gỗ trên bàn nói, đó là khế đất của cửa hàng ngươi thuê, cầm lấy đi, ta không còn nhiều thứ để cho ngươi, ít nhất cho ngươi một chỗ để đặt chân vậy. Mỗi cổ phương dài cay, cay cay, không thể xoay chuyển sao. Ngô Nhất Đạo cười nói, ngươi có thể đoán được nhiều như vậy, đã khiến ta giật mình rồi. Quả nhân đúng như câu nói, kẻ sĩ ba ngày không gặp, làm người ta thay đổi hẳn cách nhìn so với lúc mới vào thành trường an giờ ngươi thông minh hơn nhiều lắm nhưng còn chưa đủ thông minh có một số việc mà ngươi nhìn thấy chưa hẳn là thật mà có một số việc là thật lại chỉ có một góc của tảng băng mà thôi trường an mà ngươi đang nhìn bây giờ chắc chắn các hẳn trường an mà ngươi lần đầu tiên thấy nhưng ngươi vẫn chưa thấy được hết đâu y vừa ngồi ăn cơm vừa nói chuyện rất nhanh đã ăn hết bát cơm tẻ phương giải vươn tay định sới thêm cho y một bát Ngô Nhất Đạo lại buông bát đũa xuống. Không ăn nữa, không ăn nữa. Ăn no bảy phần là đủ rồi. Chuyện gì cũng không thể làm quá vẹn toàn. Như vậy sẽ không có đường lui đâu. Gần đây, người đang tiếp cận Di Thân Vương phải không? Y cất tiếng hỏi. Phương Giải trầm mặc một lúc rồi gật đầu. Ý chỉ của bệ hạ phải không? Y lại hỏi. Phương Giải thật không ngờ Ngô Nhất Đạo mới nghe qua đã nhìn thấu rồi. Hơi chuột biên sắc, hắn lại gật đầu. Ngô Nhất Đạo cười nói. Người không cần lo lắng chuyện của ta nếu ta mà đã không gánh nổi, thì ngươi cũng không giúp được gì đâu. Sợ dĩ ta cho ngươi cái cửa hàng đó là đề phòng về sau, nếu chẳng may ta chỉ còn hai bàn tay trắng, còn có một nơi để ta túc. Đương nhiên, nếu lúc đó ngươi không chứa chấp ta, ta cũng không có biện pháp nào. Chỉ có điều muốn ta cúi đầu sao, đầu dễ dàng như vậy, chỉ sợ bọn họ sẽ thất kinh mà thôi. Y ôn hòa cất tiếng nói, về phần của ngươi vẫn là câu nói vừa nãy, làm việc gì cũng đừng quá làm toàn vẹn, quá vẹn toàn sẽ không có đường lui. Bệ hạ giao chuyện đó cho ngươi là tin tưởng ngươi, nhưng bản thân của ngươi lại không quan trọng, hiểu không? Làm bất cứ chuyện gì, thành công không phải mục tiêu đứng đầu, sống sót mới là mục tiêu đứng đầu. Phương giải gật đầu nói, vãn bối đã hiểu rồi. Ngô Nhất Đạo ở một tiếng, đứng lên cất tiếng nói, ra ngoài đi dạo một chút, vừa đi vừa nói chuyện. Phương giải đi theo sau Ngô Nhất Đạo, ra khỏi phòng, thoạt nhìn giống như con cháu của Ngô Nhất Đạo. Hai người đi cùng nhau, rất tự nhiên, giống như người một nhà ngô nhân đạo đi trước phương giải đi theo sau hai người một trước một sau chậm rãi tới khu vườn không lớn lắm trong phủ tán kim hậu lúc trước phương giải từng đi tiểu trong cái hồ ở vườn này khiến cho ngô ẩn ngọc nổi giận đùng đùng bỏ đi giờ lại cứ ngỡ như là ngày hôm qua nhưng ngô ẩn ngọc đã tới giang nam được một năm rồi ngô nhân đạo ngồi xuống bên bờ ao dưới bóng đêm có chút hiu quạnh phương giải không ngồi xuống mà chắp tay đứng cạnh không biết vì sao, Phương Giải bỗng nhiên sinh ra một cảm giác khác thường. Rõ ràng đã đã tới Trường An được hơn một năm, nhưng cho dù là phủ tán kim hầu, hắn cũng nhìn không thấu. Việc bệ hạ giao cho người thật không dễ làm. Ngô nhân đạo trầm tư một lúc mới chậm rãi nói. Nói một câu lỗ mãng, dù hoàng đế và di thần vương có vấn đề gì, thì bọn họ vẫn là anh em ruột thịt. Lúc trước bệ hạ ân chỉ cho phép di thần vương ở lại trường An, đã nói lên rằng bệ hạ rất có cảm tình với người em này. Hiện tại bệ hạ phái ngươi tiếp cận Di Thần Vương là muốn nhìn xem Di Thân Vương rốt cuộc có tâm tư gì. Người phải nhớ cho kỹ một việc, bất kể tra ra cái gì, cứ thông báo chi tiết, nhưng đừng công cuồng đưa ra lời bình luận, bởi vì người không có tư cách đó. Phương giải gật gật đầu. Vãn bối biết, mặc kệ gây ra sai lầm gì, có lẽ Di Thần Vương chỉ cần quỳ gối trước mặt hoàng đế, khóc lớn một hồi, bệ hạ mềm lòng, có thể coi như không có chuyện gì xảy ra mà vạn bối thì không được cái phúc phận đó. đúng là đạo lý ấy nhưng không hoàn toàn đúng. Ngô Nhất Đạo nói nếu có thể không xía vào chuyện của hoàng gia thì đừng xía vào. hiện tại tuy ngươi rất được ưu ái nhưng còn cách triều đình xa lắm. hoàng đế ban cho ngươi một huân chức. Trước. trước này còn cái thế gia vừa ra đời tiền có được không có gì phải tự hào. hiện tại hoàng đế có vẻ để trọng ngươi Kỳ thực là do ngươi vẫn chỉ là một tiểu nhân vật. nói với cầu Phạm Quý. Nếu như di thần vương phạm phải tội không thể tha thứ thì dễ nói. Người có thể vì vậy mà được sống yên ổn trong triều đình. Nhưng nếu di thần vương chỉ phạm vào sai lầm nhỏ, vậy thì người chết chắc. Người chết không chút ảnh hưởng nào tới triều đình và xã tắc. Phương giải vâng một tiếng. Vạn bối hiểu đạo lý ấy. Nếu vạn bối có thể cự tuyệt, thì vạn bối đã không nhúng vào dòng nước đục đó rồi. Chưa hẳn là chuyện tốt, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Phú quý có được tự trong gian khổ, phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Ngô Nhất Đạo cười cười rồi nói, ngươi là một người thông minh, nhưng chớ tự phụ. Ở trong thành trường An, Di thần vương có căn cơ, chứ không đông cạn như bề ngoài đâu. Cũng không chỉ có ở trường An, có một số việc vốn không nên nói với ngươi, nhưng sợ ngươi không biết lại làm hỏng chuyện, nên ta đành phải lắm miệng vậy. Bàn tay của di thân vương có thể vươn ra rất xa, còn xa hơn tưởng tượng của người đấy. Ý cất tiếng nói. Phương giải trầm mặc một lúc rồi hỏi chẳng hạn như Tây Bắc phải không? Ngô Nhân Đạo nói, nếu ta đoán không sai, bệ hạ phái ngươi, thần cận với di thần vương, là muốn biết di thần vương có nhúng chàm vào quân quyền ở Tây Bắc không? Nếu thực sự có chuyện đó, thì bệ hạ cũng chỉ nhắc nhở mà thôi. Ngươi phải biết rằng, nếu di thần vương muốn thế cục ở Tây Bắc loạn một chút, không phải là việc khó khăn gì. Nhưng hiện giờ, y vẫn tuân theo đúng quy củ, bệ hạ không động được y. Dù sao Thái Hậu vẫn còn sống đó, sau khi trung thần vương mất tích, Thái hậu chỉ còn lại đứa con út là di thần vương thôi. Phương giải thở dài, làm mẹ thưởng thiên vị, chiêu cố con út hơn. Ngô nhất đạo cười nói, chính là đạo lý ấy, bệ hạ trí hiếu, cho nên có một số việc không thể làm được. Chỉ cần không ảnh hưởng tới quốc gia đại sự, bệ hạ sẽ mắt nhắm mắt mở. Người đã tới chỗ di thần vương rồi, chắc cũng thấy qua lâu thuyền kia. Dựa theo thể chế, việc này đã vượt qua quyền hạn rồi. Đổi thành một vị trọng thần bình thường chắc chắn sẽ bị chặt đầu tịch thu tài sản nhưng vì sao bệ hạ vẫn để cho di thân vương càn quấy như vậy nói tới đây phương Giải chợt nhớ tới một việc lúc ở trong phủ di thân vương quan sự tần lục thất có nói di thân vương có một phần trong hóa thông thiên hạ hành phải không ngô nhất đạo ừ một tiếng Để vốn không phải là bí mật gì bệ hạ cũng biết chẳng những là di thân vương không ít quan văn quan võ trong triều đều có phần ở hóa thông thiên hạ hành của ta cho nên hầu ra không sợ bọn họ phương giải cất tiếng hỏi ngô nhân đạo cười nói đám người đó có thể rút cổ phần bất kỳ lúc nào nếu bọn họ muốn trị hóa thông thiên hạ hành cũng có biện pháp cho nên đó không phải là lợi thế của ta phương giải suy nghĩ một lát rồi nói kể ra cũng đúng mặc dù hoàng đế chuyển hóa thông thiên hạ hành cho quan phủ trồng giữ cổ phần của những người kia vẫn còn đó có câu nói rằng pháp bất trách chúng hơn nữa đại tỷ cũng không có luật cấm quan viên không được kinh doanh cho nên bệ hạ không thể trách tội được hết nhiều quan viên như vậy. Nhưng bọn họ cũng không hy vọng hóa thông thiên hạ hành về hết trong tay của hoàng đế. Làm như vậy, tiền lái tới tay bọn họ sẽ giảm đi rất nhiều. Bọn họ muốn chỉnh là ta, chứ không phải là hóa thông thiên hạ hành. Nếu ta chết, rất nhiều chuyện của bọn họ có thể chôn vùi cùng ta. So sánh mà nói, tổn thất ít bạc không tính vào đâu. Ngô Nhất Đạo Bình Thản nói, chính vì bọn họ đều có cổ phần trong hóa thông thiên hạ hành cho nên bọn họ mới tức giận bọn họ sẽ cảm thấy ta phản bội bọn họ không có chuyện bệ hạ âm thầm dùng ta vận chuyển vật tư tới tây bắc cho bọn họ từ đó có thể bọn họ sẽ suy nghĩ rằng liệu ta có nói bí mật của bọn họ cho hoàng đế biết không ngô nhất đạo đứng lên đi tới gần phương giải đừng có lo lắng chỉ cần bệ hạ không lên tiếng những người đó sẽ không có nhiều biện pháp để chỉnh ta hóa thông thiên hạ hành đuôi dưỡng bọn họ bọn họ cũng không nắm được nhược điểm nào của ta nếu như thực sự chọc giận ta, cùng lắm thì đập nồi dìm thuyền thôi. Nghe tới câu này, Phương Giải mới cảm thấy được sự đáng sợ của Ngô Nhất Đạo. Một thương nhân có thể uy hiếp được cả triều đình, thì đó là một thương nhân cực kỳ thành công. Nhưng chính vì vậy mà mỗi bước chân của Y đều không chắc chắn. Lần vận chuyển vật tư tới tây, tây Bắc này làm bại lộ ra thực lực chân chính của hóa thông thiên hạ hành, cũng chọc giận những nhân vật lớn. Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chỉ có một người, chính là hoàng đế. Vẫn là câu nói kia. Ngô Nhất Đạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, bình thản nói. Người mới tới thành Trường An hơn một năm. Trường An rốt cuộc rộng bao nhiêu, người không thể nhìn thấy hết. Làm việc gì cũng đừng quá tự phụ. Bởi vì nơi này có rất nhiều người, người không chọc vào được. Nhưng cũng đừng quá nao núng. Chính vì ngươi nhỏ bé không đáng kể, nên cùng lắm thì rời đi. Đó là nói nếu ngươi rời đi được. Phương Sành gần ra, lập tức mỉm cười, nếu vạn bối có thể khiến cả cái ao phải gợn sóng, có đáng để tự hào và kiêu ngạo không? Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Giải cùng đám người đại quyền rời khỏi phủ tán kim hầu. Đại quyền ôm một cái hộp gỗ trong lòng, đó chính là sản nghiệp đầu tiên của Phương Giải từ khi tới thành trường An. Phương Giải còn chưa mở cái hộp này ra nhìn cái đất, bởi vì hắn biết thứ đó không tính là của mình. Từ phủ tán kim hầu tới đường số 23 không tính là gần gì. Lân đánh xe ngựa bất hơn nửa canh giờ mới tới. Đám thợ may trong cửa hàng một mực chờ đợi tin tức của Phương Giải. Nhưng từ năm trước tới năm nay, Phương Giải vẫn chưa nói khi nào thì bắt đầu bán quần áo. Cũng may, Phương Giải là một đồng gia đáng tin cậy. Về tiền lương mỗi tháng đều trả đầy đủ. Gần đây, Phương Giải còn cho bọn họ thu thêm mấy học đồ, đều là người trẻ tuổi và thông minh. Nhìn thấy Phương Giải trở về, mấy tợ may vội vàng đi lên thị lễ. Bài kiến đồng chủ, Phương Giải mỉm cười chào, tùy ý hỏi han vài câu rồi lên tầng hai. Đại Quyền đi theo sau hắn, to mò mở hộp gỗ ra, lập tức sửng rốt. Phương Giải, trong này còn có thứ khác. Là thứ gì? Phương Giải quay đầu hỏi. Đại Quyền lấy một dấp ngân phiếu dày từ bên trong ra, đếm sơ qua, liền há hốc mồm. Người tự xem đi, ta nhìn hoa cả mắt đây này. Phương Giải biến sắc, trong lòng căng thẳng. Đêm qua lúc nói chuyện với Ngô Nhất Đạo, y không đề cập tới chuyện này xem chừng là không muốn thấy phương giải cự tuyệt phương giải lật qua ngân phiếu quả nhiên thêm một tờ giấy trong đó hắn đóng cửa phòng lại vội ngồi xuống ghế tờ giấy ghi không nhiều đại khái đã bảo phương giải dùng số tiền này xây xưởng may số bạc này còn chưa chuyển khoản vào hóa thông thiên hạ hành cho nên không tra ra được phương giải đoán được ngôi nhân đạo nhất định là muốn hắn thiết kế đường lui cho y nếu chẳng may hóa thông thiên hạ hành thực sự gặp rủi ro khoản bạc này chính là số vốn để y đồng sơn tái khởi. Ngồi gia đạo an bài như vậy còn có ý nghĩa nào khác không? Phương giải tạm thời không đoán ra được. Hắn cẩn thận đếm số ngân phiếu, số lượng quá lớn. Phương giải nhìn đống ngân phiếu, suy nghĩ xuất thần. Trầm Quynh Viễn đi tới gần hắn, nhìn thoáng qua sấp ngân phiếu kia, những mày trầm tư một lúc, bỗng nhiên nói: Tiền này chưa chắc là y lưu lại cho bản thân, cũng chưa chắc là lưu lại cho huynh. Trực giác của phụ nữ thường nhạy bén hơn nàng nhìn phương giải rất nghiêm túc nói có lẽ là lưu lại cho con gái của y đấy đại khuyển phương giải ngơ ngác một lúc bỗng nhiên nói ngày mai ngươi và kỳ lân xa nhà một chuyến mặt khác ta sẽ tới gặp tiết nô và dạ kiêu ngay bây giờ bảo hai người bọn họ cùng đi ta biết hiện tại hai người bọn họ chưa chắc đã nghe lời ta nhưng chỉ cần trả tiền cho bọn họ có khả năng thuyết phục được đi đâu đại khuyển cất tiếng hỏi phương giải nhìn ra cửa sổ rồi nói nhỏ đi giang nam tới nhất khí quan ở núi thanh nhạc bảo vệ con gái của tán kim hậu là ngô ẩn ngọc nếu chẳng may có chuyện gì các ngươi liền dẫn theo nàng ấy rời đi không phải là quay về trường an mà lại tới một chỗ nào đó bí ẩn rồi mới trở về báo cho ta biết còn có chuyện này nữa đừng có kể hết với thiết nô và giả kiêu hai người bọn họ đã rời khỏi đạo quan nhưng ta không xác định bọn họ còn liên lạc với nhóm đạo sĩ của nhất khí quan hay không nhất là không thể để cho mặt ngừng trì biết được Tiết Nô và Dạ Kiêu đã tự do, liền rời khỏi đạo quan. Thời hiện giờ đang làm tiên sư trong một tiêu cục ở Kinh Thành. Bọn họ là mặt ngưng chi đã xảy ra mâu tuẫn gì đó. Hơn nữa để cho bọn họ ở cùng với đám đạo sĩ trải qua những ngày kham khổ, khẳng định bọn họ không chịu được. Nếu như vương giải có thể tìm được người khác, thì có lẽ hắn sẽ không làm phiền tới hai người bọn họ. Còn có một nguyên nhân, nhưng người đó đều là những cao thủ chạy trốn. Đại quyền nghĩ một lát rồi nói, trong vụ tán kim hầu không tiếu cao thủ, chắc tán kim hầu đã có sự an bài sẵn. Phương giải lắc đầu nói, nói không chừng hiện giờ thủ hạ của hầu gia đã bị giết hết rồi. Hơn nữa, nếu triều đình thực sự muốn ra tay với hầu gia, thì tất nhiên phải khống chế con gái của hầu gia lại. Nói không chừng, người của triều đình cũng xuôi nam rồi đấy. Là uy nhiên không nhắc tới chuyện này, nói cách khác không phải là đại nội thị vệ sử ra tay, vậy thì mọi việc càng khó khăn hơn. Còn có, có khả năng những người trong triều đình kia sẽ nghĩ ra biện pháp xấu xa nào đó, cho nên là không thể để cho Ngô Ẩn Ngọc xảy ra chuyện gì. Chúng ta không làm được gì giúp cho hậu gia, chỉ có việc này là nằm trong khả năng. Hắn đứng lên cất tiếng nói: các người đi tìm Thiết Nô và Dạ Kiều trước. Giờ ta tới Hồng Tụ Chiêu gặp lão gia tử. Ông ấy có nhiều người bạn trên giang hồ, chỉ cần tiêu tiền thuê cao thủ càng nhiều càng tốt. Tài phủ tán kim hậu. Mập mạp từ sắc tài nhìn trộm sắc mặt của ngô nhất đạo, so dự một lát mới nói. Phương giải có thể đoán được ý của hậu ra hay không? Vì sao đêm qua, ngài không nói thẳng với hắn? Ngô nhất đạo đang ngồi trong đình nghỉ mát, thường thức trả. Thủ hạ có thể sử dụng đều đã chết hết rồi. Muốn rời khỏi trường an là rất khó. Sở dĩ không nói thẳng cho phương giải biết là vì nếu đêm qua ta nói, hắn đã không sảng khoái rời khỏi phủ tán kim hầu như vậy. Hắn là một kẻ tiếc mạng sống, nhưng lại tỉnh nghĩa, nếu hôm nay hắn đoán được ý của ta, hắn sẽ dốc hết sức để bảo vệ ẩn ngọc. Chỉ cần ẩn ngọc không xảy ra việc gì, chúng ta có thể buông tay buông chân đối với đám người trong thành trường An này bộ trận. Y mỉm cười cất tiếng nói, ta cũng rất muốn nhìn xem ai có thể thực sự bức bách được bản thân ta. Việc kinh doanh của Hồng Tụ Chiều vẫn phát đạt khiến người ta phải đố kỵ. Lão già que vẫn lười nhác khiến cho người ta phải hầm bộ. Thế giới của ông ta dường như vĩnh viễn chỉ đơn giản như vậy một cái ghế, một hồ lô rượu là xong. Sự trắng để trong hồng tụ chiêu kia, cơ hồ không ăn nhập gì với cái ghế của ông ta. Nhưng ông ta ngồi ở đó, sừng sững và bất động. Lúc Phương Giải cầm theo một bao thịt chín tới hồng tụ chiêu, thì tiểu đương gia đang xử lý một người khách gây rối. Vì cách này hiển nhiên là mới tới trường An, về phần từ cái gì núi cao hoàng đế xa, chẳng ai quan tâm cả. Nhưng Vinh Pháo tự đắc, coi hồng tụ chiêu, y như là chốn kỹ viện thì thật khiến cho người ta chán ghét. Kỳ thực những hạng người này mới khiến người ta không biết nói gì nhất. Từ một địa phương rất nhỏ tới, lại cứ cho rằng hoàng đế là thứ nhất, lão tử là thứ hai. Thấy con người cố ý gây sự, Phương Giải đưa bao thịt chín cho lão già què rồi hỏi, sao lão không ra tay giao huấn một trận? Lão già què híp mắt, nhận lấy bao thịt chín, tùy tiện bỏ một miếng vào bồm. Dù sao hồng tu chiêu cũng là nơi giảng đạo lý, chưa tới lúc thì tốt nhất nên nhịn một chút, từ lúc tiểu đường già bắt đầu quản lý tới nay, còn chưa thấy hạng người tự cho là đúng như vậy. Cho nên để con bé lịch lãm một chút cũng tốt, hơn nữa không cần ta phải ra tay. Ông ta còn chưa nói hết lời, bỗng nghe thấy một tiếng kêu thảm. Phương giải quay đầu lại để nhìn, sau đó trợn mắt. Tiểu đường gia mới 14-15 tuổi, nhưng rõ ràng đang sách cổ một người đàn ông chừng mét 75 lên cao. Sau đó hùng hằng ném xuống đất đánh bịch một tiếng. Người đó không nói được nên lời, nhưng tiểu đường già vẫn chưa dừng lại lại cúi người sách người đó lên, lại ném xuống. Từ như thế ba lượt, người kia chỉ còn thở yếu ớt. Người dám đánh ta, ta muốn đi báo quan. Về cách bất lịch sự này, đất quãng nói, cũng không biết cạnh mấy cái xương sườn. Tiểu đương ra, kiếng mũi trần dây đường người nọ, rồi tung một cước, người nọ bay ra ngoài như một bảo cát. Hai tiểu nhị của Hồng Tụ Chiêu nhanh chóng chạy tới, tiếp được người nọ trước khi y rời xuống đất. Vì cách bất lịch sự kia bị dọa suýt đái ra quẩn, theo bản năng nói một câu cảm ơn. Hai tiểu nhị nói đường khách khí, sau đó đùng đưa, đem vị khách kia ra ngoài cửa lớn của hồng tụ chiêu. Lần này thảm hại hơn, người nọ đứng không nổi nữa. Vừa lúc có mấy bộ khoái của phụ trưởng An tuần tra đi qua. Người nọ ôm đùi một bộ khoái, khóc lọc kể lệ, nói rằng mình bị đánh. Bộ khoái lướt nhìn tên này như nhìn một kẻ ngu gì vậy. Sau đó dịu ý đứng lên mang về nhà môn báo án. Đương nhiên, vụ án này chắc chắn chẳng đi đâu về đâu.